Xin chào vị đã đến với chương trình trực diện TV. Thì trở lại cái cuộc mà gọi là đối phó với cái căn bệnh hiện nay đó mà cả thế giới đang quan tâm, tức là con bệnh gọi là COVID-19. Thì chúng ta thấy là nổi ra hai cái hướng để mà người ta đối phó với cái căn bệnh này. Thì một cái hướng có thể nói là theo cái kiểu của mà người Đức á, hoặc là cái kiểu mà những cái người đứng đầu của Hoa Kỳ như là ông Tổng thống Donald Trump nhìn nhận đây là một cái căn bệnh có thể nói là nó cũng là hết sức là bình thường thôi, có thể coi nó giống như là cúm mùa, hoặc là nó cũng không phải là một cái căn bệnh đem lại cái hậu quả nặng nề. Nếu mà so sánh cái hậu quả của nó đó đối với cái cúm mùa hàng năm á, thường xảy ra trong một khoảng thời gian dài từ 5 đến 7 tháng, thì nó xảy ra cái việc mà những cái người mà bị thiệt mạng hoặc là những cái người bị nhiễm nó rất là nhiều. Còn cái cách thứ hai của rất là nhiều nước áp dụng mà cụ thể đứng đầu nhất á, là ở trong Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là sau cái sự kiện Vũ Hán thì phía bên nhà nước ở Trung Quốc họ đã chủ động và cách ly ngay lập tức cái Vũ Hán, và sau đó thì mở rộng ra kể cả tỉnh Hồ Bắc và thực hiện cô lập rất là nhiều nơi theo cái kiểu cục bộ, theo cái kiểu mà ở từng cái địa phương nào thì ta khoanh vùng lại và người ta thực hiện khoanh coi như điều tra rồi lôi ra những cái người mà có liên hệ với những người có khả năng mà bị lây nhiễm, rồi họ thực hiện việc cách ly, và cách ly nó có thời hạn nhất định, thí dụ như 14 ngày, và những cái người nào mà đã nhiễm rồi thì bắt buộc phải đi vào bệnh viện và phải được chữa trị. Thì chúng ta biết là cái cuộc sống ở những cái nước mà tiên tiến có một nền kinh tế y tế nó phát triển cao đó, giống như ở Hoa Kỳ chẳng hạn, thì cái chi phí y tế của nó rất là cao, và các cái bệnh viện ở Hoa Kỳ đó thì nó là của tư nhân, và ở các cái nước phát triển cũng vậy, cho nên là cái việc mà những cái người dân họ đến đó, đó thì là thường là họ có cái chi phí để trả, và thường thì các cái cá nhân ở các cái quốc gia này thì họ không có bao giờ mà họ trả tiền mặt đâu, tiền bản thân của mình đó thì cũng rất là ít, rất là hiếm những cái trường hợp mà người ta tự móc tiền túi ra bỏ ra để mà trả. Thường thì ai cũng có một cái bảo hiểm hết, tức là mình tự mua cái bảo hiểm của mình, hoặc là những cái cá nhân đó họ có những cái bảo hiểm mà do chính phủ cho chẳng hạn. Trong một số những cái trường hợp giống như là người già yếu bệnh tật, hoặc là những cái người mà có con còn nhỏ, hoặc là gia đình khó khăn như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đối tượng để mà người ta xét, người ta cho được hưởng các cái chính sách một cái bảo hiểm giống như bảo hiểm y tế mà miễn phí đó. Còn ở nhiều nước thì họ bao bọc luôn, ví dụ như bên Pháp hay là bên Đức hay bên Canada rồi chẳng hạn, thì gần như là người dân không cần phải mua bảo hiểm, và cái đó là do cái tiền của quốc gia họ bỏ ra và họ bao bọc hết. Còn ở Mỹ thì thường người ta mua bảo hiểm, nếu mà ai làm trong hãng thì phải mua bảo hiểm của hãng, hãng nó sẽ mua cho mình, hoặc là mình phải tự bỏ tiền ra mình mua. Còn những người lao động gọi là tự do khác thì cũng phải có một cái chi phí để mình bỏ ra mình mua bảo hiểm. Còn ngoại trừ những cái trường hợp đó ra, nếu như mà không có tiền đó thì bị bệnh thì đưa vào bệnh viện vẫn phải trị, và người ta cũng không có được quyền xét hỏi mình về cái việc mà có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, hoặc là có một cái sự phân biệt đối xử gì, thì đó là về mặt nguyên tắc. Và coi như là người dân họ không có sợ vấn đề nếu có bệnh đi nữa thì bắt buộc đi vào bệnh viện, thì có tiền thì trả, không có tiền thì sau này có thể là xin coi như là giống như khai phá sản, là bất cứ chuyện gì hết. Thì nói chung là cái cách mà điều hành cái y tế của những cái nước mà gọi là tự do đó, thì cái kiểu tư nhân hóa và cái chi phí nó rất là cao, có thể là một ngày nằm ở bệnh viện có thể lên tới vài ngàn đô là cái chuyện hết sức là bình thường, và có những cái bệnh mà nhiều khi mà sử dụng mổ sẽ làm cái này cái kia mà cái kỹ thuật nó cao hơn, đòi hỏi nhiều cái sự khó khăn hơn, có khi nó lên tới hàng trăm ngàn nữa. Cho nên là cái việc mà đi vào nằm viện á, là cả một vấn đề. Thì chúng ta thấy là một cái bệnh thông thường có khi mổ mà nội soi á, gì có thể là một ngày là về, hoặc là nửa ngày là về, hoặc là có những cái chuyện mà sanh đẻ này kia nọ nhiều khi cũng chỉ một hai ngày thôi. Nói chung là cái giữ bệnh nhân ở bệnh viện mà nằm mà lâu quá, lâu ngày đầy qua tháng kia đó, là một cái trường hợp hết sức là đặc biệt và phải chịu cái chi phí rất là lớn. Do đó cái việc mà giữ một cái người mà mới bị nhiễm cái con virus thôi mà nằm ở trong cái khu cách ly, ví dụ như của bệnh viện thì được chăm sóc y tế, rồi các cái y sĩ, bác sĩ, rồi y tá, rồi nhà cung cấp thức ăn, là đủ thứ chuyện hết. Nếu mà tính cái tiền đó ra đó
Thì gần như cái gánh nặng của y tế rất là nhiều, và có lẽ là vì lý do này mà cho nên chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua gần như người ta chỉ cách ly những cái người nhiễm ở một cái khu riêng theo cái kiểu là mấy cái nước mà họ chủ trương bằng cái cách mà cách ly đó. Chứ nếu mà cách ly theo cái kiểu mới bị nhiễm mà đưa vào bệnh viện như ở bên Trung Quốc trong cái thời gian đầu, rồi hiện giờ một số nước cũng là đang áp dụng giống như ở Việt Nam cũng là đã thực hiện. Tức nghĩa là khi mà chưa có phát hiện ra triệu chứng thì đã đưa vào rồi, hoặc là phát hiện triệu chứng mà triệu chứng nó còn nhẹ, người ta vẫn đi lại, vẫn làm việc bình thường được, và vẫn có thể là cái kháng thể nó đang coi như là chống chọi là cái con virus đó, và có khi là họ ở nhà họ bồi dưỡng, họ làm các thứ này kia, uống những cái thuốc điều trị bình thường, có khi nó cũng đã vượt qua. Tuy nhiên những cái điều này á, thì ở bên những cái nước như Trung Quốc thì lúc đó đầu thì người ta làm những cái khu cách ly mới đầu thì ở trong bệnh viện, sau đó thì bệnh viện quá tải, người ta phải xây ra cái bệnh viện dã chiến. Rồi những cái bệnh viện dã chiến đó là chỉ cách ly những người mà gọi là bị nhiễm thôi, rồi sau đó thì họ mới tách ra nữa, rồi họ rồi mới bắt đầu xây dựng những cái khu khác và sử dụng những cái khu khác để mà cách ly những người mà đã tiếp xúc với những người bị nhiễm. Thì họ làm ra nhiều tầng nhiều lớp như thế, và có lẽ là cái cách mà cách ly ngay từ đầu á nó là một cái biện pháp mà khá hữu hiệu, bởi vì nó tránh đi cái sự lây lan ở trong cộng đồng, và nó góp phần trong cái việc mà người ta khống chế được cái nguồn bệnh, tức là đi cái căn bệnh nó đi được từ đâu đến đâu và cái sự lây lan nó theo cái hướng nào, nói chung là người ta chủ động được hết trong mọi thứ. Thì ở phía Trung Quốc tính đến hôm nay theo cái lời tuyên bố của các cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc, như là cái khu Vũ Hán, thì 2 ngày trước chúng ta thấy là họ đã tuyên bố đóng tất cả các cái bệnh viện gọi là dã chiến rồi, và ông Tập Cận Bình là cái nhà lãnh đạo lớn nhất của Trung Quốc đã bước chân đến cái khu vực Vũ Hán. Cái khu vực Vũ Hán có thể nói là trong cái lúc mà cao điểm nhất của cái căn bệnh, thì nó họ thiêu dệt lên rất là nhiều những cái tình tiết, nào là những cái người chết ở trên đường, nào là những cái coi như là một cái cảnh tượng hết sức là u ám, nó bao quanh cái bầu trời của Vũ Hán, là kể cả cái tỉnh Hồ Bắc cũng vậy, gần như ai cũng không có muốn bước chân đến đó. Thì lần này một cái nhà lãnh đạo cao cấp nhất của phía bên Trung Quốc là ông Tập Cận Bình bước chân đến, và cái việc mà ông ta đến đó đó nó cũng muốn khẳng định cho thế giới thấy rằng Vũ Hán đã hoàn toàn an toàn, và ít nhất á thì Vũ Hán bây giờ cũng đã được trở lại như bình thường, tức nghĩa là cái bộ y tế của phía bên Trung Quốc họ đã khống chế được, họ đã qua làm hoàn toàn làm chủ được cái tình hình của Vũ Hán, và coi như là Vũ Hán cái tốc độ phát triển, cái tốc độ mà gọi là nhiễm bệnh á, trong cái thời gian vừa qua không chỉ ở Vũ Hán mà ngay cả ở phía Trung Quốc nói chung á, trong mấy ngày vừa qua là con số nó liên tục nó giảm dần giảm dần, mà bây giờ chỉ còn có mấy chục một một người thôi, một ngày mới mà tăng lên thôi. Thì cái cách mà bao vây hay là cách gọi là phong tỏa, hoặc là cái cách mà gọi là cách ly đó có lẽ là nó hiệu quả, và nhiều nước áp dụng như thế á, thì cũng là hiệu quả, cho nên là họ sử dụng theo cái cách đó thì nhiều hơn, nhiều nước áp dụng hơn. Còn riêng đối với cái kiểu giống như ở bên Đức, thì bây giờ bà thủ tướng Đức ngày hôm qua cũng đã nói lên trong cái cuộc họp với châu Âu rằng là nước Đức có lẽ là cho nó nhiễm có thể là số dân có lên tới 70%, mà cái kiểu mà 70% tức nghĩa là cứ coi nó giống như cúm mùa thôi, và người ta vẫn cứ đi làm, vẫn khuyến khích sinh hoạt, vẫn khuyến khích đi học, vẫn khuyến khích coi như là lao động, và để mà tăng gia sản xuất, để mà đảm bảo cho cái nền kinh tế nó phát triển. Và nếu mà muốn giữ cái nhịp độ phát triển kinh tế như thế, thì cái sự giao lưu, cái sự mà tới lui của những người dân á, thì họ sẽ chạm mặt nhau và sẽ tiếp xúc với nhau, và chắc chắn là căn bệnh nó sẽ lây lan nữa. Và hiện nay ở nước Đức có thể nói là cái tốc độ lây lan nó cũng đã cao, tức là hơn 1.000 người rồi. Và đó là một cái con số mà hồi cách đây 10 ngày ở phía nước Ý nó cũng giống như vậy, tức là Ý trước đây 10 ngày thì họ cũng chỉ 1.000 mấy thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã biết là nó đã trên 10.000. Ngày hôm nay phía nước Ý đã coi như là phong tỏa toàn cái quốc gia luôn, mà kể cả nước Ý không, mà ngay bây giờ Đan Mạch cũng vừa tuyên bố là coi như là phong tỏa hết cái đất nước, tức nghĩa là họ tuyên bố giống như tình trạng khẩn cấp của quốc gia rồi, chứ không phải là đơn giản nữa. Bởi vì cái số lượng nó tăng lên rất là nhiều, tức nghĩa là mới đầu thì họ cũng để cho cái căn bệnh giống như là nó phát bệnh ra rồi đi điều trị, rồi cứ nghĩ nó đơn giản, nhưng mà bây giờ khi mà nó bộc phát quá nhiều,
đến đổi mà cái việc mà nhiều người họ nhập viện quá, nhiều người cần thiết các thiết bị y tế quá, thì cái sự đáp ứng nó không có đầy đủ, nhất là các cái máy gọi là trợ thở, trợ sinh, thì đó là một cái điều quá tải, và quá tải luôn cái việc mà chăm sóc của những cái nhân viên y tế nữa. Bởi vì một cái giường bệnh lúc nào chúng ta cũng hơi biết là ít nhất phải có một cái bác sĩ, hai bác sĩ hoặc là ba bác sĩ gì đó, tại vì thay phiên với nhau mà kiểu 3 ca đó, thì ít nhất một ca phải có một cái người. Cho nên là khi mà nó bùng nhiều quá cái nội mà cái sức chứa nó cũng không đủ nữa, chứ đừng có nói là máy móc thiết bị. Cho nên là cái việc mà chăm sóc nó sẽ rất là tệ. Và người ta còn có cái cách để mà lựa chọn các cái bệnh nhân để mà điều trị nữa, tức là có cái phân biệt đối xử trong đó nữa, tức là họ lựa những cái người khỏe hơn họ trị, và những cái người mà nó cái tình trạng sức khỏe nó quá yếu kém, cái khả năng hồi phục nó chậm đó, hoặc là nó không có đó, gần như họ bỏ trôi luôn, hoặc là họ có cái nhiều cái cách nó xử sự nó không có đúng theo các cái quy tắc mà theo cái kiểu bình thường đó họ phải làm. Thí dụ như cần phải điều trị nó từng bước ra làm sao làm sao làm sao, và nó cần phải có một cái sự chăm sóc nó chu đáo như thế nào á, thì bây giờ có khiếu nại cũng đâu có được đâu, bởi vì cái tình trạng nó quá bộc phát rồi và nó quá tải rồi. Đó là cái tình trạng mà có lẽ là bây giờ ở bên nước Ý người ta cảm thấy là khủng hoảng. Và khi mà họ phát hiện ra được á, là cái sự lây lan nó quá lớn, cho nên là phải thực hiện những biện pháp khẩn cấp ngay lập tức bằng cách là phong tỏa lại. Mới đầu là phong tỏa ở bên phía bắc nước Ý thôi và cái tỉnh Lombardy thôi, nhưng mà cuối cùng bây giờ không phải là Lombardy không, mà còn ở các cái cả nước Ý luôn. Và người Ý đó bây giờ là một cái mối đe dọa, bởi vì đi từ cái trung tâm dịch mà đi ra các cái nước khác thì các nước khác bây giờ họ giống như là họ khước từ, họ không có muốn tiếp nhận cái người Ý. Và ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, thì ông Tổng thống Donald Trump mấy ngày trước cũng tuyên bố là nói là cái căn bệnh này nó cũng không có quan trọng lắm, bởi vì so sánh nó với cúm bình thường thì cúm bình thường mỗi năm là lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người rồi bao nhiêu người chết. Cái kinh tế vẫn bình thường, không có việc gì phải đóng cửa, không có việc cái cuộc sống vẫn phải tiến triển và kinh tế vẫn phải phát triển. Nói chung ông Tổng thống Donald Trump rất quan tâm đến cái vấn đề mà kinh tế của Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta đã biết là trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó, cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có một chút chao đảo, nhất thể hiện qua cái thị trường chứng khoán, thì coi như cái số điểm nó rớt liên tục. Và từ giữa tháng 2 năm 2020 chúng ta thấy là cái số điểm của thị trường chứng khoán nó từ 29.500 điểm mà đến bây giờ thì nó rơi xuống chỉ còn 23.500 thôi, tức là nó tụt rất là nhiều. Bao nhiêu cái công sức của ông Tổng thống Donald Trump trong vòng 3 năm vừa qua đó nó hoàn toàn bị phá vỡ hết, hoàn toàn bị đạp đổ chỉ trong vòng có 2 tuần lễ thôi. Khi mà nó tăng lên thì tăng trưởng rất là chậm, nói chung là nó từng bước, nó tiệm tiến. Nhưng mà khi nó tuột thì nó tuột rất là nhanh, có những ngày chúng ta thấy là rớt tới 1.000 điểm, thậm chí là hơn 1.000 điểm. Một con số mà thông thường đó, thì một ngày mà rớt 500 điểm cũng là quá lo rồi. Nhưng mà cái thời điểm này nó thể hiện một cái tình trạng giống như là bất ổn. Và nó bất ổn ngay cả trong cái tâm lý của từng cái con người, nhất là các cái giới danh gia và các cái giới tài phiệt đó. Bởi vì cái việc mà nó tụt giảm rất là nhanh đó, nó thể hiện ở một cái chỗ là những cái người tài phiệt họ bán tháo ra, ví dụ như vậy. Chỉ có những cái giới rất là giàu họ tung ra nó mới có thể làm mà nó có tụt nhanh như thế thôi. Mặc dù là có trấn an đối với bình tĩnh, hãy cứ đi làm, cứ đi học, hãy cứ phát triển kinh tế, cái cuộc sống vẫn cứ bình thường. Tuy nhiên ông Tổng thống Donald Trump cũng có ký thông qua một cái gọi là cái dự chi đến 8 tỷ 3 Mỹ Kim để mà lo lắng cho cái việc phòng chống về cái Covid-19. Thì trong cái dự chi đó chúng ta thấy là có đưa ra tới 3 tỷ Mỹ Kim để mà tập trung vào cái việc mà nghiên cứu để mà sáng chế ra các cái loại thuốc hay là cái vaccine về cái con virus Covid-19 này, mà trong đó thì 2 tỷ mấy là để phục vụ cho các cái việc phòng chống. Thì tất cả những cái vụ việc này đó cũng nhằm cái mục đích là để đẩy lùi cái căn bệnh, hoặc là khống chế nó, hoặc là tránh đi cho cái sự lây lan. Và cũng theo cái đà đó thì hôm nay thì ông Tổng thống Donald Trump cũng có một cái bài phát biểu và nhấn mạnh về cái việc mà cái căn bệnh này, và nói rằng hãy cứ bình tĩnh. Và bây giờ ông chính thức coi như là ra lệnh có hiệu lực coi như là ngày thứ 6 tới đây, tức là ngày 13 tháng 3 năm 2020.
Và ông Tổng thống Trump á, đã ra một cái lệnh cấm là toàn bộ các cái di chuyển từ ở phía châu Âu sẽ không có được vào nước Mỹ nữa. Tính từ ngày thứ sáu tới đây, tức là ngày 13 tháng 3 năm 2020, và nó có hiệu lực từ ngày đó đến 30 ngày sau. Thì nếu 30 ngày sau mà tình hình mà nó bất ổn á, thì có thể là người ta sẽ tiếp tục gia hạn, hoặc là tình hình mà nó ổn rồi thì có thể là rút ngắn là hay như thế nào đó. Thì tới đó thì chúng ta cũng sẽ biết thêm một số những cái động thái nữa. Thì trong cái lệnh cấm này thì cũng có một cái ngoại lệ là để dành cho một cái đồng minh của Hoa Kỳ, đó là nằm ở châu Âu, đó là cái nước Anh. Thì cái nước Anh á, thì được phép vào Hoa Kỳ cũng là bình thường thôi, tức là không có nằm trong cái lệnh cấm đó. Tuy nhiên chúng ta thấy là nước Anh thời gian vừa qua cũng là một cái nơi mà có cái sự lây nhiễm, và cái số lượng nhiễm của nước Anh bây giờ cũng tăng lên rất là nhiều, tức là hơn 1.000 ca rồi. Và một cái người mà ở Việt Nam đó đi về từ Anh đó cũng là bị nhiễm, chúng ta thấy rõ ràng. Và cái cô đó là cái cách điều trị của nước Anh cũng như thế, người ta cũng coi có các cái triệu chứng thôi mà cũng chưa có thực hiện các cái biện pháp mà gọi là cách ly như thế nào. Và chính vì cái điều đó cho nên là cái gia đình của cái cô tiên đó mới mướn một cái chiếc máy bay riêng và có giá trị là lên tới 360.000 Mỹ Kim để mà đưa về Việt Nam để mà thực hiện cái việc mà cách ly. Và có lẽ là cái việc cách ly là cái việc chăm sóc y tế rồi vô nước hay là điều trị này kia, nó chăm sóc nó kỹ càng hơn á, thì có lẽ là nó gia đình họ yên tâm hơn. Còn bây giờ ở bên Anh thì cô này có đến khám 2 lần nhưng người ta cũng đâu có cho là nhập viện đâu, không có cho can thiệp các cái thiết bị y tế hoặc là sự chăm sóc trực tiếp của các bác sĩ hay là những cái y tá. Cho nó chính cái điều này á, là cái cách là xử lý và cái cách nhìn nhận về cái bệnh trạng của nước Anh á, nó cũng có cái khác. Và rõ ràng là ở Mỹ bây giờ thì thời gian tới không biết là sẽ như thế nào. Và những cái người mà đi khám, ví dụ như bây giờ thời điểm mà nước Mỹ cũng là cái cúm mùa, tức là nhiều người họ cũng cứ khọt khẹt, cũng ho hen, cũng sổ mũi, cũng nóng lạnh, cũng đau họng, cũng nhức đầu, mỏi tay, mỏi chân, rồi đủ thứ chuyện hết. Thì những cái triệu chứng nó rất là dễ trùng qua trùng lại với nhau. Thì ở đâu là cái ranh giới của cái bệnh này hay là bệnh kia thì chỉ có xét nghiệm mới biết được. Và khi mà người ta có các triệu chứng như vậy, người ta có đề nghị các cái xét nghiệm thì có sẵn sàng hay chưa? Thì tuần vừa qua là ông phó tổng thống Mike Pence cũng tức là người gọi là được ông tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm trưởng ban về cái phòng chống gọi là dịch bệnh của Hoa Kỳ đó, trong cái việc mà chống Covid-19 này á, thì ông ta cũng nói là tới đây cũng sẵn sàng có đầy đủ các cái dụng cụ, các cái phương tiện để mà cho những cái người mở rộng cái việc mà xét nghiệm, mở rộng cái việc mà thử nghiệm về cái bệnh này. Bởi vì ngay thời điểm lúc đầu khi mà phát hiện ra cái căn bệnh thì nhiều người họ mong muốn được thử nghiệm đó, thì được cho rằng nó thiếu các cái dụng cụ, thiếu các cái thiết bị chẳng hạn, thì tới đây nó cũng phải đầy đủ và có lẽ là mở rộng ra hơn. Và cái việc mà cách ly á, thì hiện nay ở mỗi tiểu bang có lẽ là họ quy định khác nhau, và ở mỗi cái thành phố hay là ở mỗi cái gọi là quận huyện, quận hạt thì người ta cũng có những cái quy định và những cái tuyên bố riêng nữa. Giống như trước đây chúng ta thấy là cái quận Cam của California cũng đã tuyên bố là cái tình trạng khẩn cấp hoặc là tình trạng y tế khẩn cấp gì đó. Thì ở Hoa Kỳ đến hôm nay cũng đã có 6-7 cái tiểu bang là tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp rồi. Và cái lây nhiễm là đã lên tới hơn 30 mấy tiểu bang, tức là Hoa Kỳ có 50 tiểu bang thì bây giờ đã coi như là 2/3 cái diện tích rồi đã có những cái người nhiễm. Chúng tôi đã có yêu cầu bên những cái nhà phân phối và những cái nguồn tài trợ chúng ta tìm ra đó, để mà có một cái chương trình khuyến mãi cho quý vị và có thể là lên đến 20% mà chúng ta có thể được lấy về và được nhận tài trợ từ những cái nguồn khác. Cho nên những cái điều này quý vị nào mà cảm thấy tin tưởng và hiểu được rồi cái máy này đó, thì mọi cái chi tiết và liên lạc á, quý vị hãy gọi thẳng cái trực tiếp đến những cái người đại diện đó. Thì ở Việt Nam là cái số điện thoại là 0907 660 332, tức là 0907 660 332. Và nếu mà ở Mỹ thì quý vị có thể gọi là 714-323-6689, tức là tại Hoa Kỳ đó là số là 714-323-6689. Và mấy cái tiểu bang mà có số lượng người mà bị nhiễm đông nhất á, có lẽ là bên bang Washington, bang Cali, bang New York, bang Texas,
và chúng ta thấy là những cái người nhiễm và thì nó nhiều đối tượng. Mới đầu nhất á, ở Hoa Kỳ chỉ là có những số lượng người đi trở về Hoa Kỳ từ ở trên chiếc tàu gọi là Princess, và họ bị nhiễm và họ bị cách ly, rồi sau đó thì một số những cái người đi du lịch mang cái mầm bệnh về. Thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ là một cái đất nước có thể nói là cái người dân Hoa Kỳ đi khắp thế giới luôn, chẳng những đi du lịch mà họ còn đi làm nữa, bởi vì đây là một cái đất nước gọi là đa chủng mà gần như là các cái sắc dân của toàn thế giới đều có mặt ở Hoa Kỳ hết, tức là người Mỹ mà gốc Trung Quốc, gốc Đài Loan, gốc Việt Nam, gốc Singapore, gốc Ả Rập, gốc Maroc, gốc coi như là Brazil, Argentina, gốc nào cũng có hết, coi như là họ có mặt gần như đầy đủ ở nước Mỹ. Chính vì những cái điều đó mà cái người mà gốc đó đó họ cũng thường hay về cái địa phương, về cái nơi chôn nào chắc rốn chẳng hạn, hoặc là họ đi du lịch, hoặc là họ về đó họ làm ăn. Rồi chính là người Mỹ bản xứ có khi họ họ cũng muốn đi ra bên ngoài họ làm nữa, hoặc là họ làm đủ thứ chuyện hết. Thì cái cách mà giao lưu quốc tế hiện nay rồi đó, cho nên là bây giờ những cái mầm bệnh là chắc chắn phải có thôi, bởi vì khi sau khi mà Trung Quốc phát bệnh ra rồi cái sự giao lưu nó rất là rộng, thì chúng ta thấy là bây giờ châu Âu á, mà cụ thể là Tây Âu á, giống như là bây giờ bị vỡ rồi, nó cái số nhiễm nó quá đông và bây giờ không biết người nào mà dương tính, người nào không dương tính nữa. Dĩ nhiên là người ta có cái số liệu, người ta có phán đoán, tuy nhiên những cái người mà tiếp xúc với những người dương tính đó thì có thực hiện cái sự cách ly hay không, và không có thực hiện cách ly thì những người đó sẽ tiếp tục đi lây lan ai nữa, và tiếp tục lây lan ai nữa thì nó sẽ xảy ra những cái tình trạng như thế nào. Thì đến hôm nay thì ông Tổng thống Trump mặc dù nói là cũng hãy yên tâm, hãy bình tĩnh và coi căn bệnh này nó hãy bình thường đi này kia nọ, nhưng mà ông ta lại ra một cái quyết định là để trấn an các cái người dân của Mỹ là không cho các cái toàn bộ cái sự di chuyển gì đó từ bên châu Âu qua Hoa Kỳ hết. Tức là chúng ta hiểu là máy bay không qua được, rồi những cái tàu bè không qua được, thì rõ ràng là hàng hóa của châu Âu cũng đã tạm ngừng trong cái lúc này, ít nhất là trong vòng một tháng. Thì trước đây có một sự khó khăn ở Hoa Kỳ rồi, trong cái việc mà ở bên Trung Quốc họ đã nghỉ trong cái dịp Tết. Và chính vì cái dịp Tết Trung Quốc họ nghỉ là họ nghỉ Tết, rồi sau đó họ bị vướng luôn cái căn bệnh gọi là COVID-19. Và họ kéo dài cái kỳ nghỉ như thế, thì Trung Quốc là một cái nơi cung ứng hàng hóa cho thế giới mà, cho nên là nó có một cái sự đình trệ, và các cái chuyến hàng của phía bên Trung Quốc qua Hoa Kỳ đó nó không có, là bởi vì họ nghỉ trong cái thời gian quá dài. Và bây giờ này, thay vì cái thời điểm này là thời điểm những cái món hàng đó phải cập bến cảng của Hoa Kỳ, thì họ không xuất ra lấy gì có, họ đang phong tỏa, họ đang khó khăn và họ không có trở lại làm việc, thì nó mới bị ngưng, nó bị đình trệ. Và chính vì những cái sự khó khăn đó, nó có thể là nó là cái lý do để mà làm chao đảo cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sao, thì mọi cái vấn đề chúng ta nhìn thấy là nó có một cái sự lệ thuộc với nhau và nó có một sự ảnh hưởng rất là lớn. Thì trong cái nền kinh tế toàn cầu như hiện nay thì cái vai trò của Trung Quốc rất là lớn. Có thể nói cái vị trí của Trung Quốc là cái cung ứng hàng hóa cho bên ngoài là không có ai chối cãi rồi. Ngay cả Hoa Kỳ cũng thấy được cái điều đó. Một năm nhập của phía Trung Quốc lên tới 500 mấy chục tỷ Mỹ Kim, là một cái số lượng hết sức là kinh khủng. Nó gấp đôi cái thu nhập quốc dân của Việt Nam năm 2019 vừa qua. Thì chúng ta mới thấy được cái sự kinh khủng của cái cách làm ăn giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, mặc dù là bây giờ đang nằm trong cái cuộc chiến thương mại, Hoa Kỳ đang áp thuế, đang làm cái này làm cái kia, nhưng mà mọi cái mà Hoa Kỳ đang tiến hành đối với Trung Quốc chỉ là nhằm áp lực đẩy Trung Quốc vào cái bàn hội nghị thôi, để mà thương lượng lại cái cách làm ăn, thương lượng lại cái cách coi như là quan hệ với nhau, chứ không phải là triệt tiêu nhau, không phải là làm cho Trung Quốc sụp đổ theo cái kiểu là đánh phá. Rõ ràng là Trung Quốc họ chỉ ngưng thôi, họ khó khăn trong cái thời gian vừa qua, thì chúng ta những người Mỹ, những người châu Âu, những người khác cũng bị ảnh hưởng. Thị trường chứng khoán không phải ở Hoa Kỳ không, mà ở nhiều nơi trên thế giới cũng hoàn toàn bị tụt hết, và chúng ta thấy ảnh hưởng luôn cái giá dầu, ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ. Thì trong cái điều kiện bây giờ Trung Quốc đã qua rồi cái thời điểm gọi là đỉnh và họ đang bị tụt dốc, cái số liệu về nhiễm mới có lẽ là họ đang khả quan hơn, cái tình hình nó làm cho người dân nó yên tâm hơn,
Thì dĩ nhiên nó phải có một cái thời gian, mà thời gian nó cũng sẽ ngắn thôi. Giống như ở Việt Nam trước đây, trong 2-3 tuần trước á, chúng ta thấy là sau khi phát hiện có 16 cái ca bệnh và thực hiện cách ly hàng loạt, những cái người có thể lên đến 20.000 người, 23.000 người gì đó, nhưng mà không có phát hiện ra một cái ca nhiễm mới nào hết, thì cái tâm lý của người dân bắt đầu họ bớt sợ rồi, và họ bước ra ngoài nhiều hơn. Thậm chí là nhiều người họ không còn đeo khẩu trang nữa, họ ăn uống nhiều hơn, họ sinh hoạt nhiều hơn, rồi đi làm nó tự tin hơn, tiếp xúc với khách hàng cũng không cần đeo khẩu trang. Cho đến khi cái trở về, tức là cái bệnh nhân thứ 17 đó xuất hiện, thì lúc đó bắt đầu mới rối loạn trở lại thôi. Chứ thì ở bên Trung Quốc chúng ta cũng sẽ hiểu như vậy, khi mà người ta đã ổn định rồi, người ta đã có một cách phong tỏa nó quá tốt, cũng như có thực hiện những cái sự cách ly này kia cái nọ, thì ở phía bên người dân họ cũng sẽ có cái tâm lý nó an tâm, và người ta sẽ trở lại làm việc. Và hiện giờ cũng đã cho rằng có một số rất là lớn những cái công ty hãng xưởng đã trở lại làm việc giống như bình thường rồi. Và với cái tốc độ như thế thì cái nền kinh tế, cái sự cung ứng hàng của Trung Quốc và cái sự vận hành của cái chuỗi toàn cầu đó, nó sẽ rất là trơn tru trở lại, và chắc chắn là cái nền kinh tế nó sẽ ổn định và nó sẽ đi lên. Còn ở phía bên Hoa Kỳ thì nhiều cái sự chỉ trích đến với chính phủ cũng như là đến các cái người mà lãnh đạo trong cái giới gọi là y tế, nói rằng có những cái động thái, những cái cách ứng phó nó rất là chậm chạp, hoặc là nó không có phù hợp với cái con bệnh này, hoặc là xem xét nó quá nhẹ đi. Thì dĩ nhiên là bên Hoa Kỳ cũng có hai cái xu hướng, với xu hướng mà bây giờ ông Trump và phía bên đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa đó, tố cáo đây là cái chiến lược của bên Dân Chủ, tức là đem trầm trọng quá con virus này, nói rằng nó là cái thứ rất là nguy hiểm và nó có cái tác hại vô cùng, ảnh hưởng đến cái người dân của Hoa Kỳ, làm cho người dân Hoa Kỳ hoang mang, lo sợ. Và bên phía đảng Cộng Hòa thì nói ngược lại, thì nói đó là một cái căn bệnh nó cũng không có đáng quan tâm, mọi người phải bình tĩnh, cần phải cũng phải làm việc, vẫn phải sinh hoạt bình thường, và cái căn bệnh đó nó cũng không có dễ dàng lấy đi sinh mạng của người khác đâu, và đa số là sẽ được chữa trị, và bây giờ cái sự can thiệp của chính phủ nó sẽ sâu hơn. Và hôm nay đó, Tổng thống Trump mà ra cái lệnh về cái việc mà cấm tất cả các cái di chuyển từ bên châu Âu vào nước Mỹ để nhằm một cái mục đích gì, là theo như cái lời trình bày của ông Tổng thống Trump là nói rằng là để ngăn chặn các cái ca nhiễm mới từ ở bên cái vùng dịch nó đi vào cái Hoa Kỳ thôi. Tức là ông Trump nói rằng đó là một cái vùng dịch, có thể là những cái người đi từ cái vùng đó vào thì rất có thể là mang cái mầm bệnh thêm vào để mà lây nhiễm cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề ở người ở Hoa Kỳ đang bị lây nhiễm đó, những người của Hoa Kỳ đang có bệnh rồi, và nếu mà họ có tiếp xúc với những người khác nữa và cái sự lây lan nó ra bên ngoài thì bây giờ mình xử lý như thế nào? Cái đó là những cái điều mà có lẽ là tới đây chúng ta sẽ thấy. Thì nhiều cái ý kiến được đặt ra là ở Hoa Kỳ sẽ đối phó như thế nào? Có phải thực hiện các cuộc cách ly giống như là ở phía bên Trung Quốc đã thực hiện, hay là ở Việt Nam hiện giờ đang thực hiện hay không? Và trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là có nhiều cái người trị bệnh, hoặc là họ đi du lịch về, hoặc là họ phát hiện có dương tính, hoặc là họ có xét nghiệm coi có dương tính hay không, thì cuối cùng cái chi phí cũng phải trả cho bệnh viện, là coi như là có người là được 2.000 mấy, 3.000 mấy, có người thì 4.000 mấy, thậm chí có người là 5.000 mấy, thì tùy những cái bệnh viện, tùy những cái nơi khác nhau, thì những cái chi phí đó đó là được cho rằng không có miễn phí, hoặc là họ phải trả trực tiếp, hoặc là họ phải được trả bởi bảo hiểm, hoặc là họ phải coi như là thiếu nợ như thế nào đó. Thì đây là một số những cái vấn đề họ đặt ra là trong cái tình trạng cái căn bệnh này có phải là bệnh cộng đồng hay không, bệnh này là bệnh lây nhiễm hay không, và nếu có lây nhiễm thì chính phủ phải có cái việc mà chi trả cái việc này hay không, chứ để mà cho người ta dễ dàng xét nghiệm còn hơn là ai cũng sợ hết thì không có đi xét nghiệm được, thì nó không có biết được cái bệnh tình. Mặc dù là con người ta có bảo hiểm y tế đi, nhưng mà không phải bảo hiểm y tế lúc nào họ cũng dễ dàng chi trả trong bất cứ một cái xét nghiệm nào. Giống như mình có mua bảo hiểm y tế thì bây giờ mình muốn xét nghiệm tim, xét nghiệm phổi, xét nghiệm này, xét nghiệm kia, dĩ nhiên là không có các triệu chứng A, triệu chứng B, triệu chứng C gì hết, mà ai cũng đòi đi xét nghiệm như thế hết, phải chụp CT, phải thử máu, phải đi chụp X-quang, chụp cái gì tùm lum, phải làm lung tung xà ngầu hết, thử cái này, thử cái kia, thì những cái chi phí đó nó rất là nhiều, và phải trả cho các cái phòng lab á,
Thì nó họ cho rằng có lãng phí, đâu phải lúc nào cái bảo hiểm họ cũng duyệt để mà trả cho những cái chuyện đó đâu. Đâu phải đơn giản, bởi vì cái cúm ví dụ nó phát hiện ra cũng ho, cũng sổ mũi, cũng nhức đầu cũng này kia, thì họ cho uống để mà trị các triệu chứng đó trước chứ. Nếu như mà không có đẩy lùi được thì bắt đầu họ mới trị nhiều hơn, hoặc là nó có gây tổn thương một chút về cái này vị kia, hoặc là khó thở hơn, là nhịp tim nó như thế này như kia. Nói chung là cái tình trạng nó có cần thiết để mà có cái sự chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, lúc đó người ta mới cho vào. Thì những cái cách điều trị của Hoa Kỳ hay là những cái nước tiên tiến thì đa phần họ nói là y tế cộng đồng nhiều hơn, mà có các bác sĩ riêng, bác sĩ cá nhân, bác sĩ gia đình, rồi cho về nhà uống thuốc, về nhà điều trị nó nhiều hơn là cái ở bệnh viện. Cho nên chính vì những cái điều đó đó, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề cách ly. Và ở nào ở nhà thì cũng phải ít nhất là tiếp xúc với gia đình, những người thân nhất. Và đi làm thì lại tiếp xúc với đồng nghiệp và tiếp xúc với khách hàng chẳng hạn. Thì chính vì những cái điều đó thì cái khả năng lây lan, cái rủi ro của nó rất là cao. Và ông Tổng thống Donald Trump cũng như là ngay cả ông Mike Pence cũng đã từng tuyên bố, từng phát biểu rằng người dân Hoa Kỳ có lẽ cũng phải chuẩn bị một cái tâm lý là cũng sẽ nghe những cái thông tin về cái nước Mỹ đó, về cái số lượng người nhiễm nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên có khẳng định một cái điều là cái căn bệnh này sẽ bị đẩy lùi, và cũng như là những cái người bị nhiễm sẽ được chữa trị, coi như là khỏi, đa phần trong số họ sẽ khỏi hết. Thì nói tóm lại là cái bài phát biểu hôm nay của ông Tổng thống Donald Trump là cũng làm cho cái người dân Mỹ họ an tâm hơn. Bởi vì một cái nguồn, một cái nơi mà gọi là cái vùng dịch đó đã bị ngăn chặn, là coi như là họ, những người mà họ có khả năng lây nhiễm cao đó, họ sẽ không có được phép vào Hoa Kỳ. Cho nên là những người dân ở trong Hoa Kỳ họ sẽ thoải mái hơn, tự tin hơn để mà tiếp xúc với nhau, và cái cách làm ăn kinh tế đồ nó có sẽ cái giao dịch, cái buôn bán nó cũng thoải mái hơn. Thì chỉ có lo ngại là những cái người ở trong Hoa Kỳ thôi, và chắc chắn rằng với cái kinh phí đã được duyệt thì ở những cái địa phương, nhất là những cái nơi mà có những cái người bị nhiễm rồi, giống như Cali bây giờ á, là một cái tiểu bang gọi là tuyên bố có vùng gọi là khẩn cấp về y tế, thì dĩ nhiên là họ có những cái biện pháp khác. Thì chắc chắn tới đây sẽ có những cái sự cách ly hoặc là những cái sự điều trị gì đó, và họ càng làm những cái điều đó hơn á, thì người dân họ càng yên tâm hơn. Và trước cái tình hình như thế này, nhiều người họ đặt ra là cái kinh tế của Hoa Kỳ hay là kinh tế của thế giới có phải là rơi vào khủng hoảng hay không, hoặc là có khó khăn gì hay không. Thì ông Tổng thống Trump cũng có trình bày ngày hôm nay là nói rằng đây không phải là một cuộc khủng hoảng về tài chính, và đây cũng chỉ là một cái sự khó khăn nhất thời thôi, và chắc chắn rằng cái nước Mỹ sẽ vượt qua cái điều đó. Và ông ta cũng nhấn mạnh thêm rằng là cái trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với thế giới trong cái việc mà phòng chống cái dịch bệnh này ngay từ đầu đã thể hiện rất là sớm, khi Trung Quốc mà đã bị nhiễm đó, và nó Mỹ đã có thể hiện cái trách nhiệm của mình, đã giúp đỡ Trung Quốc, nói chung là tỏ thái độ hợp tác với Trung Quốc ngay từ đầu. Và bây giờ nước Mỹ cũng phải nhấn mạnh một lần nữa cái trách nhiệm đó đối với châu Âu. Thì điều này chúng ta cũng không biết là cái cụ thể là như thế nào, có lẽ là CDC của Hoa Kỳ sẽ được đưa người đến đó hay không, hay là nước Mỹ sẽ viện trợ thuốc men, hay là các thứ như thế nào để mà hợp tác nghiên cứu về cái bệnh này, hoặc là có cái biện pháp như thế nào. Thì rõ ràng là bây giờ nước Mỹ không chỉ là đi cứu giúp người khác không, mà ngay cả phải lo cho ngay cái người dân trong nước nữa. Và người dân trong nước của Hoa Kỳ bây giờ cũng có nhiều cái luồng suy nghĩ khác nhau, nhiều cái đánh giá cũng khác nhau. Có người nói là cái cách làm của chính phủ như thế là chưa có phù hợp, cần phải đẩy mạnh hơn nữa, tại sao không cách ly đi, tại sao không làm này, tại sao không làm kia đi. Vậy thì tình hình như thế này thì nó phải nhận định như thế nào là đúng? Người thì nói là không quan trọng, người thì nói là rất nghiêm trọng. Vậy thì phải xử lý làm sao, trong khi là cái số lượng người gọi là bị nhiễm trên toàn thế giới cũng cứ gia tăng, và số lượng người chết thì cũng đã có hiện hữu ra đó. Và tất cả những cái biện pháp mà để ứng phó với cái căn bệnh này ở phía Hoa Kỳ chắc chắn là trong những ngày tới sẽ có những cái chuyển biến. Và có lẽ là ở mỗi tiểu bang cũng sẽ có một số cái sự ứng phó nó hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên tất cả những cái cá nhân thì phải kỹ lưỡng thôi. Nhưng mà kỹ lưỡng thì kỹ lưỡng, nhưng mà vẫn phải đi làm, vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải này kia cái nọ. Thì cái đó là còn lệ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nữa.
Thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và cái nền kinh tế của thế giới chắc chắn là theo cái nhận nhiều cái nhà chuyên gia kinh tế thì nó sẽ vực dậy thôi. Và khi Trung Quốc đã trở lại sản xuất bình thường thì nó sẽ làm cho cái kích hoạt lại toàn bộ cái nền kinh tế của thế giới. Thì bây giờ chúng ta thấy là Hoa Kỳ cũng mong muốn là cho mọi thứ nó diễn tiến nó bình thường để mà nó có cái sự phát triển trở lại. Thì dĩ nhiên là trong thời gian vừa qua nó xuống rất là thấp, và bây giờ khi mà nó ổn định rồi á, nó bình ổn một cái thì nó sẽ bùng phát lên, và cái tăng trưởng có lẽ là nó tăng cao hơn cho cái thời kỳ trước kia nữa. Thì đó là một số những cái dự đoán của rất là nhiều người trong các cái giới mà gọi là chuyên gia kinh tế. Và đối với người dân Mỹ thì họ mong muốn là các cái biện pháp mà gọi là xử lý trong cái căn bệnh này, đối phó nó phải hữu hiệu hơn nữa. Và những cái người dân bình thường họ cảm thấy rằng có cái triệu chứng, hoặc là họ cảm thấy nghi ngờ và đã tiếp xúc với những cái người mà đã bị nhiễm bệnh chẳng hạn, hoặc là bản thân họ có hay không cái việc nhiễm bệnh, thì phải tạo điều kiện hơn nữa để cho mà cho họ làm những cái điều đó theo cái kiểu như ở Việt Nam hay là Trung Quốc đang làm, là các cái báo cáo về y tế hoặc là khai báo về sức khỏe gì đó. Thì bây giờ nước Mỹ cũng sẽ làm những cái điều này, thì nói lên những cái điều này chúng ta mới thấy được có một cái sự khác biệt trong cái việc mà ứng phó đối với một cái nạn gọi là đại dịch. Thì hôm nay chính thức đã được gọi là đại dịch rồi, bởi vì WHO, cái tổ chức y tế thế giới, cũng đã thừa nhận đây là một cái đại dịch toàn cầu. Và chính vì cái dịch mà đại dịch toàn cầu thì tất cả các nước đều phải có một cái sự ứng phó theo một kiểu đại dịch, và phải có một trách nhiệm chung với nhau. Cho nên là trong cái điều kiện này thì chúng ta thấy thời gian tới sẽ có rất là nhiều những cái thông tin nữa, và chúng ta sẽ trở lại khi mà nó có thêm những cái diễn biến mới. Còn hôm nay thì tôi xin dừng lại đây. Xin cảm ơn quý vị.